Một lần nữa, V-League lại phải tạm hoãn ở những vòng đấu đầu tiên vì đại dịch Covid-19. Có những đội bóng sẽ nuối tiếc nhưng cũng sẽ có đội bóng có thêm cơ hội để thoát hiểm. Dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ ở Quảng Ninh, Hải Dương và đang diễn biến phức tạp, khiến ban điều hành V-League đi đến quyết định phải tạm hoãn giải đấu ngay từ vòng 4. Thậm chí ở ngay vòng 3, có không ít những trận đấu đã phải tạm dừng. Các trận đấu còn lại thì đều phải đá trong điều kiện không có khán giả. Lẽ dĩ nhiên cả 14 đội bóng tại V-League 2021 hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban tổ chức cũng như tinh thần cả nước chống dịch của chính phủ. Nếu nhắc đến câu chuyện chuyên môn, giải đấu tạm dừng đôi khi lại là bước ngoặt có tác động rất lớn đến quãng đường tiếp theo của các đội bóng tại V-League. Những đội bóng đang có phong độ rất cao như câu lạc bộ Hải Phòng, Bình Dương hay Đà Nẵng có lý do để tiếc nuối. Với những gì đã diễn ra ở hai vòng đấu đầu tiên, việc ba đội bóng kể trên nếu như tiếp tục giành chiến thắng ở những vòng đấu tiếp theo là điều không quá bất ngờ với người hâm mộ. Người ta chờ đợi vào một màn trượt chân tiếp theo của ứng cử viên Hà Nội trên sân Lạch Tray. Hay Đà Nẵng sẵn sàng thay thế Hà Nội trong cuộc đua vô địch nếu như giành tiếp 3 điểm trước Hà Tĩnh. Bình Dương dưới thời của tướng Phan Thanh Hùng thì trở nên rất nguy hiểm. Việt Theo hoàn toàn có thể gặp khó bởi hàng loạt ca chấn thương đang ập đến. Họ có quyền tiếc nuối bởi đà thăng hoa phải dừng lại theo cách khó ai lường trước, đến mức Đà Nẵng quyết định cho các cầu thủ xả trại nghỉ Tết sớm ngay khi biết tin mình không phải thi đấu nữa. Có những đội bóng tiếc nuối thì cũng sẽ có những đội bóng đương nhiên nở những nụ cười. Ở đây chính là các đội bóng mạnh nhưng khởi đầu không mấy suôn sẻ. Câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel được xem là hai đối trọng lớn nhất trong cuộc đua vô địch, nhưng cả hai đều thể hiện bộ mặt kém cỏi sau hai trận đấu đầu tiên. Đà khủng hoảng này chưa có dấu hiệu dừng lại nếu như các trận đấu khó khăn ở vòng 3 và vòng 4 tiếp tục diễn ra. Quãng thời gian 1 tháng hoặc nhiều hơn không phải thi đấu sẽ giúp cho các đội bóng này trấn tĩnh lại và có sự chuẩn bị tốt hơn cho quãng đường tiếp theo. Tương tự như vậy là câu lạc bộ sử dụng huấn luyện viên ngoại như Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hóa. Covid-19 khiến cho quá trình chuẩn bị trở nên gấp gáp và thiếu chu toàn bởi thầy ngoại không có đủ thời gian. Nhưng giờ đây, cũng chính Covid-19 sẽ cho họ thêm một cơ hội để tiếp tục xây dựng lối chơi của đội bóng. Khi V-League trở lại, giải đấu chắc chắn còn hấp dẫn hơn khi tất cả đều ở trạng thái sung sức nhất.